điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chung mà kiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ liền cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô công hòa, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô di phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp mà môn quy luật, lúc thật mà chay số sức trao nguồn dồi, thật thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thấy hiền, không sát sanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái má. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết ganh chỉ cho bằng lòng mình, con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân cũng tự mà rộng tình vô câu, muốn việc xảy đầu sông nò là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận biết bàn không xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Khi rành việc
đồng mà sâu chợ búa. Đem sấm ma kinh mà tự của thầy ban, học mà cho thông mà thuộc đôi hàng. Ngân nga trong lúc thanh nhàn băng quăng, điều thứ bảy quyết tăng trong hoàng. An ủi người và cả ốm đau, tuy duyên có thể nghĩ giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức đó vẫn còn muốn thờ, tuy vô hình đừng ngờ rằng không. Con ơi trong mà quài trần hồng, mấy ai nghĩ đến mà cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ tám lời nào hay dạy, dầu khổ lao chớ nại công mà mình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình ai sao. Đừng chấp việc núi cao cứ rừng thăm, hay là đường muốn dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đất đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành cơ bản, chứ làm sao cho bạn không thù. Ở đây con nhớ rằng tu hạ mình nhân lỗi, mặc dù là không lời nói sao hòa trong hiệp ngoài. Đừng hơn người tuy phải ép lòng, không ham những chuyện mơ mong. Vừa nó đồ ấm đeo bông mà chi. Điều chó hết mười ghi chăm nhớ, Phật pháp tăng công nhớ quên ơn. Gia đình nghĩa còn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà cơn thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con cháu, có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi văn. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, công ơn thầy tổ có bày giải quyết, dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được vậy là hiếu ân, dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Ơn sâu nghĩa nặng của thầy, bao năm dạy dỗ đủ đầy lý thông. Xin
hộ độ nơi đây. Chúng con cúi lại xin thầy chứng cho, nguyện cầu con lại con lo, sợ rằng thầy bỏ con mà đi đâu. Nửa đêm giờ giấc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứ cho con đi trở về. Khuyên con nhớ tiền nhớ quê, khuyên con nhớ kỹ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng mà con chẳng miền. Bây giờ con có nhung duyên, được thầy dạy nhà dỗ lên thiền quân ba, thầy thương thầy độ cả nhà anh em huynh đệ ông bà của con. Tình đau thầy cũng lo tròn, gặp nhiều xui rủi nhờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm mà ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm râm, những lời thầy dạy trong tâm cái nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt nguyện tâm kinh, để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức thiên hoàng, thầy về ân chứng giải gian cái chốn này. Lại này con lại tổ ngộ thầy, thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời lá cát mưa sa, trong phòng lặng lẽ mình thầy nhớ đèn. Lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiệu, hồn bồng chân theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn xa mới biết là nơi liên trì. Lòng tự hỏi đến chi dây nhớ nhìn, chưa kịp mà cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió thoảng đường hơi, liền kỳ có một hoa tươi cây nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng người lấy, sắc đẹp pha lẫn khói hào quang. Tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn, từ trong
sen ấy nhịp mưa nhàng trỗi lên. Hồn lẫn tiếng thầm tiên ca gọi, lời ca rằng con hỡi là con đường ngã trần con ngọc đã mòn, từ xưa giả sắc nay còn tim gan, chừng nào con niết bàn nhập tịch, nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm mà bông déo giòn, hương sồi mà tiếng vẫn còn chi vui. Hồn ta vẫn phất theo tiếng ấy, đứng lặng như mà tờn giấy hình đồng, khác nào như quang hư không, chính mình lại chẳng ngóng mà trong cái thấy. Bỗng có tiếng âm thanh sấm nổ, đón qua sen đã chỗ vừa qua, ngọn đèn bóng lại mọc tha, trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương, mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tưởng vẻ chân gian. Phật nào cũng dân minh vàng, nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ, nhưng là Phật có lời xa rằng con ơi Phật ở không mà xa, tầm đâu tức thì Phật là đây ư. Hoa này vốn chân như pháp bụng, đèn này là vô hồ diệu năng, nếu người không có thiện căn thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua y hướng trần gian, trong đèn có pháp chân quang sức năng hiện khắp mười phán chức Phật Đà. Mỗi Phật mỗi lời xa chỉ diệu, khiến người xem được càng hiểu càng duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem cái đèn này. Hỏi niệm mà chỉ có ngài theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn cái bướu bùng, con hầu chi muốn cùng chư Phật cứu chúng sanh khỏi cuộc cạn quan. Lòng con cảm đến Phật Đà khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này.
lời trong qua mở cai lúc nãy, do mười phương thế dài Phật đàn khiến cho qua ứng lời xa, trong qua có Phật Phật hơn một Phật khác. Cũng Phật đây có khác hay chăng? Đồng mà tâm, đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung cùng đồng. Lấy dây để mà trong thì Phật với phàm giả thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, kinh trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở Niết Bàn, cùng tâm thấm tình cùng mà đàn từ bi. Dắt con đến đây chỉ cho biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thông, để rồi lời Phật thiệt hơn chứ to tài. Con ơi, khách trần ai đang ngủ, màn vô minh phức phổ say sưa. Ngoài trời ầm mà ý gió mưa, nhà hư sắp mà đổ mang chưa cái tình hồn. Cảnh chết ấy Phật không mà muốn có, nên gọi con mà để con đấy nữa. Là người phải biết thương người, còn mau lấy giả bi từ khuyên dân. Trời thấy có vị thần hung ác, xé ra tay tận sạc nhân gian. Từ người giàu có phẩm cao sang, đến người đối khác nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là chánh khỏi, tài mây công chống trời qua. Vị thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có bào quang bào bọc, thần ác không dám sốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, đây là tự tư lấy mình đây con. Bòn phước đức hơn bòn cổ quay, có tiền dư mấy đài cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra khổng mắt để dành tiêu tan.
Phật nói xong tay vàng liền chi. Nơi phía tay liền thấy Phật ra. Vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng, thì người nghe liền biến tâm mà thần. Mắt tay đều bị mê lần, đất trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền. Dù cho phim thần tiên đi rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn, thì là có nó nay còn lại ngay đây. Chống được nó ít ai bớt chèn, ngoài Phật ra một kẻ để Phật thì lấy đức làm mà vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép là không thể cử đương được nào. Đức càng lớn quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức mẹ của muôn loài, đức không có ấp chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Không không có Phật đà, đức là nguồn cõi của nhà chân tu. Đạo công đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tên nên mới tu hành. Còn ơi muốn đạo là căn bản ráng dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là tem tối diệu linh, gọi con đến để chồng tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật ấp mất đi. Cúi đầu tạ đức từ bi, nhem màu giá chẳng còn ghi nghi. Nguyện nói theo cho cõi lúc phàm, cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cái cảnh nào. Xuyên đường ấy
đèn cao đường ấy có sức năng hiện thấy mười phương, chỉ phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cũng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy như nghĩ, xen bỗng nhiên phức phản một cành, cây rồi tiếng nhạc liền sanh thần ca một khúc vang lớn im đềm. Ráng con ơi ngày đêm không có gọi xem này sáng tỏ luôn luôn, mỗi qua mỗi cảnh khác thường, trong qua có Phật hiền đương cái tòa thiền, qua thỏa mạng vô biên vô lường, lấy kiếp phàm có tính cho ra, như qua chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắp nổ giáng linh hải hồng, sắp đến phút rót cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Khổ nhiều hơn sự an vui đó, không tu có thoát qua mọi mà đại nghi ta. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ cái ăn mày. Xin có giới bắt ra tay giúp, tuy thân phần bằng cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người, xin thương chớ già nào cười khinh khi. Tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho, thân này nay chẳng đủ xin cô giới bác tỷ cho ít nhiều. Giúp kẻ có là điều phải nghĩa, có phước tư dư sao sẽ khỏi nghi nàng. Ôi xin cô bác sớm đồng xu chén gạo xin ba cái bố dùm, miệng vừa nói mà lưng vừa cúi, nước mắt rơi như suối đổ ra, kể nghe có tiếng Phật đàn rằng con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn ngả mày, nào để là Phật nghĩ ngả lai, vì câu bi mận ngồi ngoài là chợ đông. Kẻ nào
thi một đồng một cách, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường non, người không lầm mà thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay gót chặn bên kia. Đồng mà trong ánh ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lễ mà gót trần. Qua làm mà một dĩ quán liêm mà trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ bên hồ về bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương dân thề anh em ruột thật, vừa giúp mà dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh. Cất cho mặt được lành thân thề, đối cho ăn mà để khỏe mạnh lớn. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyên cất theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Khiến cho vàng trẻ sang gần, thấy đều biết cảm ơn ứng rất nhiều. Luật nhân quả đức bình công vô cùng, riêng con khéo nên nhận lòng mà tu. Trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lòng thanh. Ấy là biết cứu phàm tình đáy dạ, nghe lời thầy lòng son thêm tỏ ra. Có cảm thì tức có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Phật đúng phép thập mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiệm mà màu sao trước nhiệm mà màu, môi mình biết được đuôi đầu sẽ thông. Khuyên sanh chúng để lòng xét kỳ, chọn lấy câu nhân lý mà làm mà theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn khéo cái nghiêm rằng. Rồi tự lực thiện hành chánh đạo, có
không nên Phật thánh cũng thành thiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ căn tình yêu đáng lẽ tôn sùng, khuyên người suy xét càng cùng để lo cho khỏi lụy chúng kiếp tàn. Vừa theo những lời vàng Phật bao, tối trần là huyền áo sắc tiêu, cách thưa nào nhà dọc cột siêu, gặp tôn bảo tốt mà dễ nào đứng an. Cuộc sắc độ tiêu tàn khó tránh, ở trẻ già hãy lanh cho mau, chừng chờ khi gió thổi vào, mạng căng kia khó giữ sao cho còn. Thầy ngôn vừa bao, cánh màu do tâm tạo mà sáng, nếu đồng tâm với Phật Đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi, tu thì thành chẳng thở nào không. Nguyện đi kêu khắp đại đồng, cho người cũng coi trần hồng rắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đò nghe ơn của đại từ. Phật liền nhích miệng mỉm cười, thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép niệm, tay liền nghe con tiếng lá rung, nhìn ra qua chuyện lại dài băng rồi ra cái ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên là ấy, là không mà chìm vẫn thấy tự nhiên, vì ngày nào cũng rất trang nghiêm, đồng thuận cất dòng ngâm lên cái lời màu. Nam mô Đức Bổn Sư A Di. Thầy tổ chứng thiện cơ chuyển lập thiên quân, chỉ lòng qua đại hội cận đến rồi.
thượng ơi, là ngài biển thuyền cả vũ trụ đồng thọ chiêu đòi thay. Hồng ba la bảy mười hai dùng đất, nhật nguyệt tinh xương tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngoan hà như hình đất nghiêng. Ngài đại hội một thiên là một, công bài ngài đâu thoát lời chi, đó là ngực nguyệt ngưng đi không hơi mà thở mặt tình thánh tiên. Con Phật Phật liền cứu chữa, con tim đôi bữa sống lề, con ma chật đật muôn thiên, con thần trở lại làm hiền trị dân. Các điểm hình ấn cần mượn xác, mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần, tìm đi biển thải đảo thành long hoa, chừng ngày ấy núi ra bể cả, biết hành non nước cả dầu soi, phi xa tẩu thạch thủy nhỏ đi lên thềm đằng đứng ngồi nào yên. Bên Đông Á đất liền Nam Việt, nhà sợ tu hiểu biệt tương lai, muối dưa hẩm đỡ ngày minh nhật Phật nay định phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị, Minh Trung và cùng quý vị vừa đồng hành qua địa bốn mười điều thầy khuyên, cũng là ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn, dỗ Quý Kỵ Sư Ông lần thứ 16 tại Tiền Thất Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và Minh Trung đại diện trong đạo tràng sư phụ sư Minh Khánh hẹn gặp quý vị qua địa năm Vu Lan Báo Hiếu. Và một lần nữa, Minh Trung đại diện trong đạo tràng Truyền Thức Minh Khiết gửi lời chào đến quý vị, chúc tất cả quý vị nhà nhà hạnh phúc. Xin tạm biệt. Tiếng muôn thuở còn điêu
điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu dẫn nhau điềm hòa, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, lúc thật mà chay số sức trao nguồn dồi, thật na thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thế hiền, không sát sanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết gánh chỉ cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân mà rộng mà tình vô câu. Muốn việc xảy bắt đầu sống nọ, là nguyên nhân phóng khổ ly ngày tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận niết bàn không xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy văn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Chờ.